Hello xin chào các bạn. 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 Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Yeah yeah. Ngày hôm nay tôi sẽ làm reaction bài tiếng nói miền Tây. Bạn tôi nó mới ra bài tiếng nói miền Tây với lại Zombie và Lăng LD mọi người. Toàn là những cái rapper cơ cụ của miền Tây không? Lăng LD nè, Zombie nè, Vibo. 3 ngày trước 93.000 view. Ok. Rồi thì là trước khi bắt đầu thì là LJ muốn nhắc cho mọi người biết là LJ sắp ra một cái music video, một cái MV, một bài nhạc mà giống như là kiểu LJ cũng rất là tâm đắc từ đó đến giờ. Và một cái MV được quay bởi đạo diễn Nicole. Đấy. Nếu mà đặc biệt là nếu mà bạn là một tín đồ của hình xăm, của tattoo thì bài này mình nghĩ là không nên bỏ qua. Đấy. Và nếu mà bạn mà kiểu mà muốn hỏi tại sao, muốn lúc nào cũng có hỏi là tại sao mấy người này đi xăm lên thịt trên da thì là có thể nghe bài này và đã hiểu được. Và sau này các bạn xăm, xăm nó không có gì xấu chứ, rất là đẹp. Ok, mỗi một hình xăm là một câu chuyện. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Nhớ nha, LJ sắp ra MV đó, quay vào đạo diễn Nicole. Ok. Tiếng nói miền Tây. Tiếng nói miền Tây, đây, West Side Slang. West Side Slang có nghĩa là tiếng tiếng nói miền Tây là cái tiếng á. Cái chữ slang này là những cái từ lóng của miền Tây. Ok. À này không phải MV. Ok rồi. Có từ cái video không ta? Khác mẹ như cái lớn nó cùng nhau tưởng kêu là ní ná. Ba bà con xa nên mua láng giềng gần nhà cần gì nhiều tầng đưa cái tên mới quý giá. Cái tàu say sưa nhưng ngắm trời mây mưa dù mắm cà hay dưa nhà tao một ký cá. Xung xung thì anh em kêu lên chí quá 1 2 3 vô bao nhiêu tí hồ ca anh kêu lậu. Nói về đặc sản miền Tây mà má cái flow của B-Bo lúc nào nghe cũng đã, nghe đặc trưng lên phần huyền rồi xong dấu sắc đó. Vần huyền sao mà sắc có chuyện cùng nhau rồi xí xóa có lyric không vậy ta? Trên này không có lyric đâu, có lyric không vậy ta? Không có lyric luôn. Auto generated cũng không có luôn. Ok thôi giờ mình cố gắng mình nghe dù lại vì bà này thôi, để tôi chuyển qua cái này cho mọi người thấy mặt tôi rõ hơn. Nhưng mà không phải MV. Với những miền Tây khác cha khác mẹ, những cái lớn nó cùng nhau tưởng kêu là ní ná. Ba bà con xa nên mua láng giềng gần nhà cần gì nhiều tầng đưa cái tên mới quý giá. Thích nào say sưa nhưng ngắm trời mây mưa dù mắm cà hay dưa nhà tao một ký cá. Xung xung thì anh em kêu lên chí quá 1 2 3 vô bao nhiêu tí hồ ca anh kêu là quốc. Thế mà qua luôn anh kêu là hút. Đón thì anh em anh kêu là rước. Có người nông dân hay trong nhà nước. Bao nhiêu trong lòng nó ra hết ráo. Từ hồi năm lớp 6 nghe đàn game ru. Cái kiểu hip hop của người miền Tây nó vậy. Ê đừng có nói bậy khi người miền Tây lên show. Mấy bữa nay anh kêu là tôi ước gì là có lyric luôn á. Trời ơi, có nói về nhiều cái wordplay vậy mà không có cho lyric cho người ta đọc. Bibo lần sau rồi cố gắng đầu tư vào cái lyric đồ này nọ, lyric video đồ này nọ. Có ông Chambi nè, mày dân chuyên nghiệp là sao không làm cái music là lyric video rồi nọ luôn đi chứ. Nghe khúc gì rút gì cùng nhau tưởng kêu là ní ná. Ba bà con xa nên mua láng giềng gần nhà cần gì nhiều tầng đưa cái tên mới quý giá. Thích nào say sưa nhưng ngắm trời mây mưa dù mắm cà hay dưa nhà tao một ký cá. Xung xung thì anh em kêu lên chí quá 1 2 3 vô bao nhiêu tí hồ ca anh kêu là hút. Thế mà qua luôn anh kêu là hút. Đón thì anh em anh kêu là rước. Có người nông dân hay trong nhà nước. Bao nhiêu trong lòng nó ra hết ráo. Từ hồi năm lớp 6 nghe đàn game ru. Cái kiểu hip hop của người miền Tây nó vậy. Ê đừng có nói bậy khi người miền Tây lên show. Mấy bữa nay anh kêu là hổm trài. Còn đứa nào giỡn nhây anh kêu là rỡn hoài. Nếu mà lỡ thua bữa nay là đang nói về tiếng lóng của miền Tây. Tôi nói thiệt với ông á, cái này mà không cho người ta lyric thì làm sao mà nghe mà hiểu hết được lần đầu tiên. Ráo từ hồi năm lớp 6 nghe đàn game ru. Cái kiểu hip hop của người miền Tây nó vậy. Ê đừng có nói bậy khi người miền Tây lên show. Mấy bữa nay anh kêu là hổm trài. Còn đứa nào giỡn nhây anh kêu là rỡn hoài. Nếu mà lỡ
mấy bữa nay thì kêu là hổm rài, đấy là cái tiếng của miền Tây. Mấy bữa nay là kêu là hổm rài, mấy đứa nào hay giỡn thì kêu cà rỡn hoài. Cái chủ đề này cũng hay đó ba, hay đấy. Nhưng chưa tẩn mày chiều tới là bới cơm ra ăn hồi sẩm nè. Có chị trang lên, anh giăng lưới, nó đi yêu em xong qua. Cái gì? Chưa tẩn mày chiều tới là bới cơm ra. Kêu là hổm rài, còn đứa nào giỡn nhây anh kêu cà rỡn hoài. Nếu mà lỡ thua nhưng chưa tẩn mày chiều tới là bới cơm ra ăn hồi sẩm nè. À, nếu mà thua mà chơi hoài thì kêu tao chưa có tẩn mày, tao chưa có sợ mày đó. Rồi lấy cơm ra ăn là ngồi sớm này là ngồi bờ xuống dưới đất nè. Đó, ok. Bạn nào mà không có hiểu tiếng miền Tây thì tôi cũng biết sơ sơ đấy. Tại vì nghe mình cũng tiếp xúc với rất là nhiều người miền Tây. Anh giăng lưới, nó đi yêu em xong qua năm cưới. Tính thì dân quê không người giàn gió, thế trong cây xanh anh chăm anh tươi. Và đây là tiếng nói miền Tây, mấy em thích hả? Miền Tây, thánh từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt. Ngay. Có cho nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Câu từ khai thác theo cách miền Tây, đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Và đây là tiếng nói miền Tây, hey. Em thích hả? Miền Tây, thánh từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trong khác gì ngay. Có cho nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Câu từ khai thác theo cách miền Tây, đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Quê tao có sông có núi có cánh cò, có tình có nghĩa lấy cái dùng nhà quê chẳng khoe khoang gì như từ cái là tình nghĩa. Hỏi đâu mà ông biết nhà ông Thịnh bà khê, ông dễ dãi sống lên thật thà làm gì cũng dễ nãi. Ông còn thờ Phật bà đúng là của cải xe đậu chật nhà và tính ông bình dân. Ông này thế là miền Tây con toàn làm mấy vợ tôm, con nào con nấy mặc ú mà ngon, rượu bia một đống uống hết thì thôi, chủ yếu là để đãi sống diện bà con mà chứ. Nè, Jambi đang flex người quen kiểu mà ngồi miền Tây họ giàu là xe nhiều, là vựa tôm rồi nhiều này nọ, đó là rất là giàu đấy mọi người. Kinh bờ áo xe ông đã có đồ trên giày che đâu cần phải lót giáp, mà thôi vô đi mình làm cái rap rãng xiết xiết để cho các mọi mình đừng có nhai nhớt nhát. Chơi sành điệu nè, đu theo thời thượng xu hướng là mô đen. Hát bác cô em thương đem lòng chịu nè, mến nhau đồng điệu thì mới sạch vô quen. Khóa bác không cua thì kêu là rén à, bữa nào xôm xôm rượu ngon mồi bén là đợi anh vô 500% công lực cái chứ tỉnh to quá để cuộc mình khô khan. Rén là sợ đó. Cô em thương đem lòng chịu nè, mến nhau đồng điệu thì mới sạch vô quen. Khóa bác không cua thì kêu là rén à, bữa nào xôm xôm rượu ngon mồi bén là đợi anh vô 500% công lực cái chứ tỉnh to quá để cuộc mình khô khan. Làm xong để chơi nghỉ ngơi điều độ, cái nước miền Tây kiểu vậy đó giờ. Để kẹo gái quê chân đất đồ bộ nè, cỡ mấy em rượt trôn trại có cờ. Ai ở đi xa quê ta có nhớ, có cớ đi còn về ghé qua chơi nè. Bắt cá rô đồng lên làm chầu nhậu, quá thuốc đê là đánh ra ré ba hơi. Đó là đủ ăn mà hơn phần sướng, hãy đi làm thuê thì kêu mừng mướn. Đồ ăn thì đem máng lên mé nhắc, nó còn dầu vàng thì đem chôn dưới gầm giường. Ở dưới miệt này người ta mà thương á, là người ta thường nhìn tâm nhìn tướng. Nên quanh năm cắm mặt ao đìa rượu nương, nên làm nhiều ăn nhiều. Và đây là tiếng nói miền Tây, em thích hả? Miền Tây, okay. Quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trong khác gì ngay. Có cho nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Câu từ khai thác theo cách miền Tây, đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Yeah, nghe bài này thì các bạn sẽ hình dung ra miền Tây và văn hóa miền Tây như thế nào. Chọc những cô gái mặc đồ bộ đi chân đất nè, rồi không tất ba anh em ngồi lại tất rap về miền Tây. Mọi người cũng cuối cùng là nói về nhậu, là người miền Tây họ nhậu dữ lắm, cái gì cũng nhậu, gặp nhau nhậu 1-2-3 vô là xí xóa hết đấy. Là họ rất là thương yêu lẫn nhau, người ta rất là hiếu khách. Nhưng mà thật sự nha Bibo, tôi cho bạn cái điểm trừ là cái video này, cái bài nhạc này á, mà mình nói về từ địa phương nè, mình dùng từ địa phương nè đấy, thì là muốn cho cái nước Việt Nam nghe thì là phải có lyric cho người ta đọc để người ta hiểu. Thật sự là LJ là người miền Nam nè, người Nha Trang, nhưng mà mình tiếp xúc với lại miền Tây là Sài Gòn rất nhiều, nhưng mà có rất là nhiều chỗ mình nghe không có rõ chữ ấy. Nhất là những cái từ mà rút quốc gì này nọ nãy lúc mà Bibo nói đó, mình nghe lại lần nữa đi. Nhưng mà kiểu ước gì mà tôi có lyric tôi đọc, tôi có thể nghe lần thứ hai này một cách dễ chịu hơn. Đấy,
ông Chambi này cũng nguyên một cái production house, cái để đây tôi làm cái lyric video cho, làm mấy cái hình mà nó chuyển động như này đâu có làm được cái gì, thấy không? Mà cái beat hay nha, à, mấy anh em làm beat ra miền Tây liền luôn á. Âm nhạc Việt Nam mình giờ là quá phát triển rồi, cỡ nào làm cũng được. Khác mẹ những cái lớn nó cùng nhau tưởng kêu là ní ná ba mà con sai nên mua láng giềng gần nhà cần nhiều nhiều tầng cho cái tên mới quý giá cái đồ say sưa nhìn ngắm cà mây mưa dù mắm cà hay dưa nhà tao một ký cá xung xung thì anh em kêu lên chí quá 1 2 3 vô bao nhiêu chi ok anh kêu là hút thế mà qua luôn anh kêu là hút đón thì anh em anh kêu là rước có người nông dân kêu là quất ok là ok em qua là quất á gọi là quất á ok nhậu không quất đấy gọi là ý ý là chữ quất là ok em qua đấy À, nghe lần thứ hai mới hiểu. Anh kêu là hút, thế mà qua luôn anh kêu là hút. Đón thì anh em anh kêu là rước. Có người nông dân hay trong nhà nước. Đón thì kêu là rước. Okay, người nông dân. Qua luôn anh kêu là hút. Đón thì anh em anh kêu là rước. Có người nông dân hay trong nhà nước. Bao nhiêu trong lòng nó ra hết ráo. Từ hồi năm lớp 6 nghe đàn game ru. Cái kiểu hip hop của người miền Tây nó dạy. Ê, đừng có nói bậy khi người miền Tây lên school. Mấy bữa nay anh kêu là hổng trà. Còn đứa nào giỡn nhây anh kêu là rỡn hoài. Nếu mà lỡ thua nhưng chưa tẩn mày. Chiều tới là bới cơm ra ăn ngồi sẩm nè. Tối cho trang lên anh giăng lưới nói đi yêu em xong qua năm cưới tính thì dân quê không người dàn dối thích trồng cây xanh anh chăm anh tươi và đây là tiếng nói miền Tây thấy em thích hả liền Tây thánh từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trông khác gì ngay có cho nông dân đang lên mai rác không giống như ai khác mà cho láng giềng hay có được khai thác theo cách miền Tây đây là văn hóa âm sắc miền Tây và đây là tiếng nói miền Tây thấy em thích hả liền Tây thánh từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trông khác gì ngay có cho nông dân đang lên mai rác không giống như ai khác mà cho láng giềng hay có tiếng với cái vùng nhà quê chẳng khoe khoang gì như tôi cái là tình nghĩa hỏi đâu mà không biết nhà ông Thịnh bà Khê ổng dễ dãi sống là thật thà làm vậy cũng dễ nãi ông còn thờ Phật bà đúng là của cải xe đậu chật nhà và tính ông bình dân ông này thiệt là miền Tây con toàn làm mấy vợ tôm con nào con nấy mặc ú mà ngon rượu bia một đống uống hết thì thôi chủ yếu là để đãi xóm giềng bà con mà chân mà kinh bờ ao xe ông đạp có két đồ trên dạng che đâu cần phải lóc dép mà thôi vô đi mình làm cái rắp rẽn xiết xiết để cho cái mỏi mình đừng có nhai nhớt nhé mix hay quá. Và đây là tiếng nói miền Tây mấy em thích hả miền Tây thắm từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trông khác nhìn ngay có cho nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng giềng hay có được khai thác theo cách miền Tây đây là văn hóa âm sắc miền Tây kiểu mấy dân thô mang chơi sành điệu nà đu theo thời thượng xu hướng là mô đen hát bác cô em thương đem lòng chịu nà mến nhau đồng điệu thì mới sắp vô quen khoái không thua thì kêu là rén à bữa nào xôm xôm rượu ngon mồi bén là đợi anh vô 500% công lực cái chứ tận tao quá nó cục mình khô khan làm sao để chơi nghỉ ngơi điều độ cái nước miền Tây kiểu vậy đó giờ để kẹo gái quê chân đất đồ bộ nè cỡ mấy em rượt trâu chạy có cờ ai ơi đi xa quê ta có nhớ có cớ đi còn về ghé qua chơi nè bắt cá rô đồng lên làm chầu nhậu quá thuốc rê là rảnh ra ré 30 đó là đủ ăn mà hơn phần sướng hãy đi làm thuê thì kêu mừng muốn đồ ăn thì đem máng lên mé dắt nó còn dòng vàng thì đem chôn dưới gầm giường ở dưới miền này người ta mà thương á là người ta thường nhìn tâm nhìn tướng nó quanh năm cắm mặt ao đìa rượu nương là làm nhiều ăn nhiều và đây là tiếng nói miền Tây mấy em gái miền Tây thắm từ quê hương nơi đây son sắc em thấy hay trong mắt trông khác nhìn ngay có cho nông dân đang lên mai rap không giống như ai khác mà cho láng nhìn ngay có được khai thác theo cách miền Tây đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Ok, là một bài rap hay đến từ miền Tây mọi người. Yeah. Ok, lần sau nhớ cho tôi cái lyric nha đại ca. Bạn nào mà chưa nghe bài này á, muốn hiểu biết và dạng như là văn hóa miền Tây này nọ đồ thì xin mời đây. Ok, bài này tiếng nói miền Tây West Side Slang. À, chữ slang á, có nghĩa là tiếng lóng miền Tây. À, ok, rồi. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp các bạn những video reaction sau và nhớ là LJ sắp ra MV nha. Bye bye.